chào tất cả các bạn nhé. Trung Bonsai đang có mặt tại Hậu Lộc, ở vườn cây của anh Tùng, một trong những người trẻ nhưng rất đam mê, đã sưu tầm cho mình rất nhiều tác phẩm đẹp quý ở trong bên trong kia. Thì anh em chúng tôi cũng một số anh em thì nhanh chân vào rồi, thì Trung Bonsai sẽ tê máy vào bên trong nhé, để cùng anh em chiêm ngưỡng ở bên trong kia. Các anh đã nhanh chân vào bên trong để thảo luận một số tác phẩm rồi, thì Trung Bonsai cũng sẽ từ từ nhá. Đây, không biết là có giao dịch chưa. Cái gì đây, đã có giao dịch gì mà bắt tay trong này đây? Chào anh nhá. Đây, chia sẻ với anh em. Đấy, không lầm thì ngày trước anh Vinh Nguyễn anh ra về đây anh quay một lần nhờ Tuấn nhỉ? Vinh Nguyễn như về đây quay một lần vừa anh Tùng rồi. Vinh Nguyễn về đây mà. Là tôi dẫn sang không? Tùng nhiều phải không? Đấy. Đồ chất không? Đồ thì rất là nhiều. Ngày xưa sang đây thì cây nó còn rậm rạp. Đôi khi anh em phải đi xem cây còn phải vạch ra, nhưng hôm nay là đặc biệt là chủ vườn người ta cũng đã có cái sự sắp xếp và cũng đã dọn này rất là đẹp đúng không? Đây, tên ở đây. Em vừa nói là đây là một tác phẩm si đúng không? Con si này si trắng à? Si mà không biết si gì, si trắng. Không, con si này vẫn là si tía đỏ. Tía đấy. Nhiều xe không? Con này nhiều xe. Đây. Lấy công trong này, lấy công cho anh em chia chiêm ngưỡng nhá. Anh cái cây có lá đó. Anh rồi rồi. Nói anh ấy lấy một. Rồi anh chốt mai. Mai bữa kia anh em mình lên đánh xe lên. Xe Tuấn hay là mọi. Rồi. Mấy trăm thì xe là Tuấn. Đó chú 200. Chú mua hết 100 mặc dầu còn 200 đưa cho thằng Vinh. Đã chạy. Cho nó nhanh, tính anh cũng rõ ràng luôn. Tính vào cái chỗ mòn bi đấy. Ba. 200 tính vào. Mua cái nào đấy, mua cái nào đấy? Anh vừa giao dịch xong với anh Khiêm một cái rồi. À rồi. Mới đưa tiền rồi. Bắt tay rồi. Chóe chóe chóe. À, giao dịch cây chóe. Cái cây lùn lùn rồi Tùng mua nhỉ. Cây này có bắt tay mẹ cái khi thế. Cái nào, cái nào? Bắt đâu cái gì? Đi. Để bắt rồi. Anh để bắt rồi. À, chia sẻ với anh em một tác phẩm cũng rất là già nhé, tại vườn của anh Tùng đây, một trong những người mà Trung Bonsai đã chia sẻ rồi. Anh Tùng bắt tay chưa? Xong chưa? Thằng mình định bảo Tùng bắt 3 năm nay rồi. Mất 3 năm rồi. Bắt 3 năm nay. Anh em mới chơi cây nhưng mà rất nhiều tác phẩm. Con si. Con này có điện không nhỉ anh Xuân này? Con này có điện không? Con này có phải 5 điện không? Nè, cắt cắt hết rồi này. Một tác phẩm xanh 5 điện nhé, tôi phải hỏi chắc chắn lại để chia sẻ cho anh em nhé, thì cắt hết lá rồi. Đây. Với những tác phẩm này thì anh em nào mà đam mê thì chắc là có thể sở hữu được thôi, chủ vườn người ta rất yêu ái nhé. Tùng ơi, con này nó có phải chỉnh sửa gì không? Thì nó cũng hơi nhiều tay đúng không? Ừ. 6 giây mà tốt cũ lắm. Anh đi bé cũ to. Rồi ôi. Đây những con to này. To tiền này. Như con này à, vài năm nữa thôi. Sao nó trắng luôn đúng không? Chú Tùng ơi, con này giờ nhiều tiền không? Em chưa lấy định ra nên chưa biết. Con này đẹp nhiều đúng không? Con đây này. Tốt. Con này ngày mua lâu gì nhỉ? Em mua cây đây 3 năm. Cuối năm 2015. Hình như hôm anh em mình sang đây, hôm anh em mình sang đây đã có cái này đúng không? Đặt rồi cũng. Con đây bao nhiêu nhỉ? Để bắt tay cái nào. Bao nhiêu người muốn giơ tay này? Tôi. Ông chủ ông bận lắm, ông đang ông đi gom đồ về. Mẹ bỏ mẹ thế mới vui. Ăn nhau rồi cái điểm đây là một này. Ý là mình đang chăn nuôi nhé, mình đang
đây này, đây là tay, đây này gặp những người rất là yêu kênh anh em nha. Anh Tùng là tôi sang cũng hai lần rồi, nhưng mà lần này sang là vườn khác hẳn luôn, với số lượng cây thì cũng nhiều lên, nhưng mà giao dịch thì chưa nhá, chưa ý định giao dịch đó. Này cái con kia đi đóng điện móc móc lốp, đây là cây móc lốp để nguyên. Thôi thì mỗi người chơi một phong cách, nhưng thích em có đấy là đóng điện mà. Nhưng mà con tí nói anh ạ, nếu mà không con tí cũng hay á. Chia sẻ với anh em một cây xanh dáng nàng nhá, cây này xanh quê thôi nhưng mà thực ra là ôm chậu hay sao đây mà kinh khủng luôn, độ già của nó. Nhưng mà cái lá này thì em cũng đi khó làm, quê nhưng hơi khó làm. Nó phần là tía kia thì nó, nếu mà nó tía cơ đẹp thì nó tía dày. Vâng, cái cây này thì là đập vào đây thì đẹp. Thì con xanh quê này giá trị rất là nhiều. Bộ bệ này thì em đánh giá cao bộ bệ này. Con này mà đóng đúng lên biển mà nha, đóng trước con biển thì mất cả 2 năm rồi. Em vẫn tự đóng lắm. Em người hay đóng. Em chơi em hay đóng lắm, nhưng mà nghĩ là cái một cái con này là con bệ như này. Đáng này. Đốt giải, sợ đốt giải. Này, em chiêm ngưỡng là một trong những con xanh quê mà có cái bệ như này. À, đẹp luôn. Cái điểm đó là cái điểm kinh khủng. Khó hạ nó đây đừng cho phát triển ở đây. Con xanh con kìa. Con góc kia con đi. Điền. Còn đấy giờ là cái nối bây giờ nó cũng vậy. Mấy năm rồi anh bỏ cái rễ này thì mất giá trị tầm 40-50% giá trị tiền của cây này, bị nặng đầu. Và cây nặng đầu thì không bao giờ nhiều tiền này. À. Thôi thực ra để nó cũng là điểm nhấn của cái cây thôi. Và sau này thì còn cắt thì cắt phát một. Đó là cây già. Cây già, cây này độ già của nó nhưng mà trồng chậu nó hơi xóm cho ăn hạt. Chưa có chậu, cái chậu đấy chưa không đúng rồi. Trồng hơi cao. Hiện đại cái xì ở nhà chắc phát triển gớm nhỉ. Bình thường không kiếm cái chậu cao hơn. Nhưng mà hiện tại là chưa có chậu. Hôm mà xuống nhà chậu ngay. Mà thôi có cái chậu nào mà hạt ra cái thì 2 phần, 2 3 phần. 2 phần đẹp. Con nó lùn cái cây chứ. Con này không được ba anh tụi. Con này mà trồng vào cái chậu bắt tiên là đẹp vậy. Chặt bớt cái bầu đi. Ăn lùn cái cây chứ. Cái cây này bắt tiên mà cây này là được cái tay này là rất nhẹ. Cái này quá. Nhưng mà nằm ở dưới cái gì? Đúng rồi anh Chuân. Nếu mà chất trồng cái chậu bắt tiên như của em là coi như là củ bên trong này là có rồi. Nó bắt tiên chỉ bằng dưới đây này. Nó sát 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 với đáy chậu được, nó to đấy này. Tôi bảo là em lại cho anh cái chậu. Cái này trồng cái bắt tiên vừa đẹp luôn. Thôi lầu chậu bát tiền đấy. Chẳng nhìn là gì cái giá ra đéo nói nó cao phải không? Rồi. Xem cái đầu ra bao nhiêu đi. Tôi hôm chủ nhân còn đang thích. Đang còn thích à? Chưa có giá ra. Tôi cứ thích cái hàng to to về này. Thích cái hàng mấy quá này Tuấn ạ. Con to to này là này. Hợp vụ này. Em thích cái hàng đó bò em đây. Đây này. Vì thực ra là đến vầy nó đẹp. Đừng có bỏ cái đây. Bỏ cái đây bị nặng tàu. Bao nhiêu? Bỏ cái đây. Hơn 300. Đột đến đây này. Đúng rồi. Nhà con bên nhà ông Hà ông nó có con. Dạ. Ý lắm. Dựng như con như này. Dựng như con như này. Cho em mới con to. Nhưng con này phải đục nữa. Con này phải đục nữa. Con này phải đục khai thác nữa. Để mới sướng được. Tất nhiên là mỗi người. Alo. Anh bỏ cái cảnh nó theo đầy. Mỗi người thì mới ý, nhưng mà như em là em không bao giờ em bỏ. Nó đầy cái đây cái này nó to lắm mới đầy được, cái này không chật đầy được. Cái gì cơ? Không đầy. Mẫu đơn á? To nhiều. À còn nhiều à, cái loại đấy mẫu đơn nhỏ nhỏ thì còn nhiều. À cũng sắc thì em bữa nay em không còn đâu anh ơi. Bữa nay là vừa rồi là nó hanh với nó ấy thì em cũng không làm nữa. Ừ. Vâng. Đó là mỗi người chủ đang cười. À vậy đấy thì chắc là 1 năm rồi anh ơi, cách đến 1 năm rồi. Vâng, cách đến 1 năm rồi đấy anh ạ. Anh xem lại video của em đi. Cắt xẻ xong xong ra trường. Lấy đi 10 phân. Vâng. Lấy bớt đi nhỉ. Nếu như bây giờ thì em còn còn ít lắm. Thì lấy bớt đi 10 phân. Tay à? Zalo. Thằng chủ đang ở đây bắt tay cho mua.
Vâng, lúc nào em có thì em gửi hình ảnh cho anh tham khảo đi nhé. Không không, bây giờ em có rồi, một năm này em có con đều ít lắm nha. Vâng. Này em hãy bên nào gửi cho cây bên nào thì đây số điện thoại. Ở nhà anh em nhé, đang quay thì có một cuộc điện thoại của anh em gọi đến, thì Trung Bonsai cũng xin được phép dừng video đây để chuyển sang vườn bên với những cái tác phẩm rất đẹp nhá. Vườn anh Tuấn Tuấn Vàng này, anh em chờ đón xem nhé. Từ ngày sang đến giờ vẫn thấy nằm dưới đất này, hoa thì rất nhiều. Có đơn này nhiều tiền không ạ? Nhiều người thèm. Nhiều người thích, tôi từ đợt tôi sang đây là đã thích cái này rồi. Nằm rồi chưa ra được. Đơn này nhiều người thèm. Nhưng mà thi thoảng vẫn phải chăm sóc cho nó một tí. Cái cây xanh nó như hình trống cái tàu kia như có một cái đường mới rồi nhổ ra đúng không? Cái đấy có ai đứng vào làm vật đối chứng đi cơ. Tiến đứng vào em ơi. Thế nào? Tiến đứng vào xem nào, xem là cao nơi rồi. Xay rượu này xem nó mặt xay cái đúng rồi. Cái bóng nó cũng phả như là vì nó đỏ như thế. Xem nay uống được nhiều hay không ít nào. Cái bóng đơn phải cao 3 mét thấy chưa? Đó. Đúng rồi. So sánh học đúng không? Nó cao 2,5 mét thôi. 2,5 mét sao? Người thằng này 1,7. Người còn mét phải 1,71. Đấy. Đúng rồi. 71 kg. Con này là nếu mà anh em nào thích đổi ô tô nhá mà thì cứ liên lạc trực tiếp với chủ vườn thôi, tôi thì tôi không thể. Cây này thì tôi đã đăng lên 2 lần rồi. 3,74 này. Đấy, anh Đại này anh có 89 cân thôi. Đấy. 1,74 đấy. Tầm 90 phân là thôi. Con này mà đúng vụ hoa của nó, hoa to như vắt con anh em. Với những cây mẫu đơn nhung này. Con này đơn nhung nhỉ? Nó vào nó tầm cả 2,5 mét thôi, hơn 2,5 mét thôi. Thông báo với anh em nhá, hậu lộc còn rất nhiều. Nhưng mà cây đơn nhung mà có to như này thì chắc là bây giờ là hiếm rồi đấy. Hàng này, hiếm. Cổng câu nữa mà lúc nãy là tôi thấy anh Trung anh nói nhà tôi đấy. Không có. Nhà anh thì tôi nói với tôi nhà anh tôi nó nhỏ, bóng to. Đấy. Hiếm đấy. À, đặc biệt nhà anh Tiến cũng còn một cái đơn nhung nhá. Đơn nhung thì nó giá trị với những người rồi. 6 thân to bằng vậy. À. To kinh khủng. Bụi 6 thân to bằng vậy. Không phải, Sư Tùng ơi, cái này nếu mà ra đi giờ khoảng bao nhiêu cho anh em tham khảo nhỉ? Nói thật là không bán. À, đúng rồi. Đến này anh em nói hỏi rất chân tình, tại vì thực ra những tác phẩm mà anh Tùng mình đã đang mua về chưa được nhá. Thì chủ vườn người ta cũng chưa có ý bán hay là chưa có duyên hay là chưa muốn giao lưu nhá. Rồi. Đẹp quá, con đơn này. Gốc to. Bây giờ mà muốn để cho nó ok, bỏ xi măng cho đầy vào trong đây, ôm những cái khung bẹp này. Không vỡ. Đổ xi măng, đổ thép, cho một cái thép vào đấy, cắm. Không có thép, tó tịt lại, đặt là ví dụ. Mình cắm vào đâu đấy? Mình để vô cho mô, bây giờ sau. Ok anh em nhá. Hẹn anh em ở video thứ hai tại vườn anh Tuấn Vàng bên cạnh đây. Để anh em chờ đón xem này. Anh Tuấn thì anh sẽ giao dịch rất nhiều. Anh em chờ đón xem nhé. Đi quay cây vào đúng nhà của anh Tùng này thì anh lại không giao lưu. Chưa. Nó là chậm đập tay thì nó còn đập thân khuôn đâu. Khuôn. Phải nhìn cái hoa văn của nó. Đắp là đắp được hoa văn đắp tay rồi.